Thần cấp ở rể, Diệp Vô Phong. Chương 751, bị nghi ngờ là nội chiến Long Môn. La Tử Đàn và Du Kinh Hồng đều không nghĩ rằng Diệp Vô Phong sẽ xuất hiện ở nơi này, Lộc Thâm Lâm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy súng lục của Du Kinh Hồng cuối cùng cũng không chĩa vào mình, anh ta có một cảm giác như đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn Lộc Thâm Lâm, kế tiếp nên báo cáo với Cục Thanh tra Quốc gia như thế nào, chắc là anh biết rồi chứ. Lộc Thâm Lâm vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi, những chuyện tiếp theo các người cứ tự làm là được, tôi chỉ ở một bên xem thôi, tuyệt đối không nói lời nào, các người cứ coi như tôi không tồn tại là được. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, nhìn anh ta cười nói, kỳ thật, dù sao anh cũng có thể thử đi du lịch Tây Sơn, nếu ở lại thì sẽ rất nhàm chán phải không? Mặc dù Lộc Thâm Lâm muốn ở lại nơi này, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Vô Phong có sát ý nhàn nhạt, cuối cùng anh ta vẫn phải khuất phục. Anh ta vội vàng gật đầu, đúng vậy, thật ra tôi luôn muốn đi du lịch Tây Sơn. Nếu anh đã nhắc đến chuyện này, tôi nghĩ tôi cũng nên nhân cơ hội này để hoàn thành tâm nguyện của mình. Đương nhiên, Lộc Thâm Lâm biết tình huống hiện tại, nếu tiếp tục ở chỗ này, kết quả cuối cùng là Du Kinh Hồng sẽ giết anh ta, thậm chí anh ta cảm thấy vừa rồi mình sẽ chết dưới tay Du Kinh Hồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì anh ta vừa nhìn thấy sát ý của Du Kinh Hồng, tuyệt đối là một điều khủng bố, anh ta không muốn lại đối mặt với tình huống này nữa, cho nên anh ta thà rằng tự mình rời khỏi nơi này còn hơn. Sau khi Diệp Vô Phong nói xong, anh mỉm cười nhìn Du Kinh Hồng, còn Du Kinh Hồng đã cất khẩu súng lục đi, cô thờ ơ nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong nhún vai, không phải tôi theo dõi các người đâu, chỉ là động tĩnh bên này của các người náo nhiệt quá nên tôi mới biết thôi. Du Kinh Hồng dửng dưng hỏi, vậy thì tại sao anh lại ở đây? Diệp Vô Phong cười nói, đương nhiên là vì công ty Hoa Cường của chúng tôi cũng muốn phát triển ở Tây Sơn. Dù sao thì chúng tôi cũng đã chiếm lĩnh thị trường ở hai tỉnh Liêu Đông và Liêu Tây rồi, nên đương nhiên chúng tôi muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa. Tất nhiên, Du Kinh Hồng sẽ không tin những gì Diệp Vô Phong nói, chắc chắn là Diệp Vô Phong chưa bao giờ từ bỏ, và vẫn muốn tiếp tục đi theo để giải quyết nhà họ Triệu. Lời nói của Diệp Vô Phong chỉ là tìm một bậc thang cho chính mình, nhưng không quan trọng. Du Kinh Hồng biết chỉ cần Diệp Vô Phong đến, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn, đặc biệt là Diệp Vô Phong còn mang theo một đội. Cô cũng biết Đường Trảm thật ra lúc nào cũng ở bên Diệp Vô Phong ở nơi này, có nghĩa là đội của Đường Trảm cũng ở nơi này. Và cô ta cũng nhớ ra, khi bọn họ trốn thoát khỏi nhà họ Triệu và một tổ chức khác trong nhiều lần, luôn có người giúp đỡ họ và mở ra một kẽ hở để họ chạy trốn, bây giờ nghĩ lại, Du Kinh Hồng biết rằng rất có thể Đường Trảm đã làm việc đó. Du Kinh Hồng nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong sờ sờ mũi của mình. Du Kinh Hồng thờ ơ hỏi, vậy anh đến Tây Sơn khi nào? Diệp Vô Phong thành thật trả lời, tôi đã ở đây được một tháng rồi. Tôi đã tìm một công việc ở Tây Sơn, để có thể nhanh chóng tìm hiểu thị trường ở Tây Sơn. Du Kinh Hồng lạnh lùng nói, bây giờ anh lại trở thành đối tác của Cục Hồng Thuẫn, vậy thì việc chúng ta trao đổi thông tin là cần thiết. Thông tin bên chúng tôi thì anh cũng biết rồi đấy, không có gì nhiều cả. Hiện tại chỉ xem bên phía anh thôi. Du Kinh Hồng nhanh chóng tiến vào công việc, Diệp Vô Phong bất lực thở dài, anh nói, tôi cũng không thu thập được bao nhiêu thông tin, nhưng hiện tại tôi đang làm việc trong nhà họ Triệu, cho nên nếu thật sự có tin tức quan trọng, tôi sẽ biết ngay, đúng rồi, bản đồ của nhà họ Triệu đã được gửi đến cho cô rồi đấy. Du Kinh Hồng gật đầu, quay đầu nhìn La Tử Nghiệp, cũng là anh cứu anh ấy, đúng không? Diệp Vô Phong lắc đầu, đương nhiên không phải. Đây là một ông cụ trong nhà họ Triệu thật sự nói muốn cứu mạng anh ta. Du Kinh Hồng tò mò nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi cũng không biết tại sao ông ta lại yêu cầu buông tha cho La Tử Nghiệp, ông ta cũng không nói lý do, tôi chỉ là một tiểu quản gia, đương nhiên không thể hỏi chuyện này được. Du Kinh Hồng gật đầu, tôi hiểu rồi, nếu đã như vậy, hiện tại đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, hãy nghĩ cách thay đổi tình hình hiện tại, anh cũng biết, bây giờ trong tay tôi chỉ có hai người. Hồng Á Phương và La Tử Đàn, một người là thiên tài máy tính và người kia là thiên tài nổ bom. Diệp Vô Phong gật đầu, chuyện này tôi biết, tôi sẽ sắp xếp hợp lý nhân sự bên cô, nhưng hiện tại, tôi vẫn phải ở cùng nhà họ Triệu. Dù sao công ty Hoa Cường cũng chưa tới nơi này. Du Kinh Hồng hờ hững nhìn Diệp Vô Phong cười nhẹ, vẫn bị cô nhìn ra. Anh nghĩ rằng công ty mà anh thành lập đã rất im hơi lặng tiếng rồi, nhưng không ngờ rằng Du Kinh Hồng cũng phát hiện ra. Rõ ràng như vậy, muốn biết không phải là chuyện bình thường sao? Lại còn là một công ty mượn xác,
đây là phong cách thường ngày của công ty Hoa Cường của anh. Du Kinh Hồng thờ ơ nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong bất lực nói, chúng tôi cũng không muốn, nhưng cô cũng biết rằng nếu không có công ty mượn xác nào, vậy thì khi công ty Hoa Cường tiến vào Tây Sơn, nhất định sẽ bị tất cả các công ty đàn áp. Du Kinh Hồng xua tay, tôi không quan tâm nhiều như vậy. Về mặt thương mại thì các anh chuyên nghiệp hơn tôi cũng tin các anh, tôi chỉ hy vọng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Diệp Vô Phong gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức để kết thúc nhiệm vụ này, nhưng tôi thực sự xin lỗi về sự cố của Yến Phi, lúc đó tôi có mặt ở hiện trường, nói cách khác là tôi có thể đưa cậu ấy đi cấp cứu. Du Kinh Hồng lãnh đạm nói, đã là định mệnh rồi, cho qua đi, đừng nói gì nữa, nhưng những ngày tháng sau này, tôi chỉ mong không có người nào khác hy sinh nữa, Yến Phi đã là một đòn đả kích nặng nề cho chúng tôi rồi, bây giờ La Tử Nghiệp lại thành như thế này. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, tổ chức trước đó, tôi đã giải quyết rồi. Du Kinh Hồng có chút nghi hoặc nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong giải thích là tổ chức dưới trướng Long Môn, nhưng thật ra chỉ nhận lệnh của Lộ Á, chắc là cô biết Lộc Á, anh ta là một trong tứ đại thiên vương, sau khi tôi rời đi, anh ta rất muốn trở thành chỉ huy của Long Môn. Du Kinh Hồng gật đầu, vậy thực ra đó là cuộc nội chiến của Long Môn, tôi chỉ là người vô tội. Và tất cả những điều này là vì Adra biết anh là thành viên của Cục Hồng Thuẫn, nên mới có thể ra tay với Cục Hồng Thuẫn. Diệp Vô Phong lắc đầu, không phải, chỉ là trùng hợp thôi, tôi không biết Lộ Á muốn đối phó với cô, cũng không hiểu tại sao anh ta lại muốn ra tay với cô phải biết rằng Hoa Hạ là nơi các tổ chức quốc tế không thích đến, nhất là phải đối phó với người của chính phủ như các cô. Vậy tại sao anh ta lại tấn công tôi? Du Kinh Hồng càng khó hiểu hơn. Chương 752, chỉ chờ những lời này. Nếu như theo như lời Diệp Vô Phong nói, thì hẳn là Lộ Á không có lý do gì để ra tay với Du Kinh Hồng, nhưng hiện tại Adra đã đến Hoa Hạ, hơn nữa còn tấn công Du Kinh Hồng rồi, ngay cả Diệp Vô Phong cũng không hiểu nổi chuyện này. Hoàn toàn không có lý do gì để làm điều này cả. Tôi không biết, hiện tại, tôi không nghĩ ra nguyên nhân tại sao Lộ Á lại tấn công cô. Tôi sẽ để Đường Trảm đi xem xét tình hình. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này cũng khá cần thiết, dù sao thì Long Môn lại ra tay với nhân viên chính phủ của Hoa Hạ, loại chuyện này chưa từng xảy ra khi anh nắm quyền. Và mặc dù Diệp Vô Phong đang hoạt động trên trường quốc tế, nhưng anh vẫn luôn biết rằng mình lớn lên ở Hoa Hạ, mặc dù không có tình cảm sâu đậm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chán ghét. Và lại, bây giờ vợ chồng anh đều phát triển ở Hoa Hạ, anh càng không thể làm chuyện như vậy, đối phó với nhân sự chính phủ của Hoa Hạ. Tuyệt đối là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết chuyện này, Du Kinh Hồng đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên Lộ Á ra tay với Du Kinh Hồng, tóm lại là có nguyên do gì đó. Hiện tại không thể quan tâm nhiều như vậy, tuy rằng Lộ Á kêu Adra đến nơi này, nhưng là Lộ Á tuyệt đối không thể đích thân đến Hoa Hạ, trừ phi anh ta muốn chết. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói. Du Kinh Hồng nói, nếu Adra đã đến nơi này, nên việc Lộ Á đến Hoa Hạ không phải là không thể. Diệp Vô Phong gật đầu, cũng đúng, tôi không biết hành tung của Lộ Á, cho nên nếu muốn cho người điều tra thì ít nhất phải hoàn toàn chắc chắn Lộ Á không ở Hoa Hạ. Du Kinh Hồng gật đầu, đương nhiên cô ta biết nếu Lộ Á cũng tới, nhất định sẽ là một phiền phức, dù sao cô ta cũng biết thực lực của Lộ Á hiện tại nhất định không đơn giản. Ít nhất thì cũng ngang bằng với Du Kinh Hồng, hoặc thậm chí là mạnh hơn. Diệp Vô Phong cũng không chắc mình có thể giải quyết được Lộ Á. Dù sao chênh lệch thực lực của Tứ Đại Thiên Vương và anh cũng không lớn, thậm chí có thể nói thiên phú của Tứ Đại Thiên Vương còn mạnh hơn cả chỉ huy là anh. Diệp Vô Phong biết điều này, đặc biệt là từ trước đến nay Lộ Á đều ở trong Long Môn, có thể được huấn luyện một cách có hệ thống, tốc độ nâng cao thực lực đương nhiên rất nhanh. Đặc biệt ngay từ đầu Diệp Vô Phong đã biết tài năng của Lộ Á nhất định còn hơn thế nữa, hiện tại sau khi anh rời khỏi Long Môn, tất cả tài năng của Lộ Á đều đã bộc lộ hết. Cho nên mới có dã tâm lớn đi làm một điều như vậy. Tất nhiên anh biết điều này, vì vậy anh cũng biết nếu anh gặp Lộ Á, chưa chắc có thể giết được anh ta. Tuy nhiên, anh vẫn không nghĩ Lộ Á sẽ đích thân đến Hoa Hạ, đặc biệt là vì anh biết gần đây có một hội nghị rất lớn trên thế giới, được tổ chức đặc biệt cho những người trong vòng kết nối của họ. Tất nhiên một người đầy tham vọng như Lộ Á sẽ thay mặt Long Môn đi tham gia. Về phần cuộc họp sẽ như thế nào? Diệp Vô Phong nhớ lại những gì anh đã trải qua khi đi họp, lập tức anh cảm thấy khá bất lực. Tuyệt đối là một trận gió tanh mưa máu, và hội nghị lần này đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong, nếu anh và công ty Hoa Cường đã tới nơi này rồi,
có thể nói bây giờ chúng ta đủ tư cách thách đấu nhà họ Triệu sao? Diệp Vô Phong gật đầu, những lời này tuy rằng kiêu ngạo, nhưng tôi thích, đúng vậy, chúng ta có thể thách thức nhà họ Triệu, cô muốn làm gì thì làm. Du Kinh Hồng lãnh đạm nói, chỉ chờ mấy lời này của anh đấy. Lúc này, Đường Trảm cũng xuất hiện ở bệnh viện, nhưng không có vào phòng bệnh, mà đợi Diệp Vô Phong ở dưới công viên của bệnh viện. Anh ta biết chắc là lúc này Diệp Vô Phong đã chủ động ra trận, nhưng có một số việc anh ta cần nói với Diệp Vô Phong. Đặc biệt loại chuyện này rất có thể sẽ liên quan đến kế hoạch đối phó với nhà họ Triệu sau này. Cho nên hiện tại anh ta cũng không dám giấu giếm với Diệp Vô Phong chuyện này. Sau khi Diệp Vô Phong đến thăm La Tử Nghiệp, anh rời khỏi phòng bệnh, về phần Du Kinh Hồng và La Tử Đàn thì đương nhiên sẽ ở trong phòng. Diệp Vô Phong vừa đi vào công viên liền tò mò khi nhìn thấy Đường Trảm, anh đến gần Đường Trảm, cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Theo kế hoạch, Đường Trảm lúc này nên theo dõi nhà họ Triệu, thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mắt anh, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Đường Trảm bất lực nói, thực ra em đến tìm anh là vì có chuyện muốn nói với anh. Lộ Á thật sự đã đến Hoa Hạ. Diệp Vô Phong kinh ngạc nhìn Đường Trảm, anh vừa mới nói với Du Kinh Hồng rằng Lộ Á sẽ không đến Hoa Hạ, nhưng hiện tại rốt cuộc chuyện này vẫn xảy ra. Theo ý kiến của anh, Lộ Á không nên liều lĩnh như vậy, đặc biệt là vì anh biết rằng Hoa Hạ không có gì đáng để Lộ Á đến cả. Hoa Hạ cực kỳ nguy hiểm đối với những người này, cho dù họ không làm gì, chỉ cần họ vào Hoa Hạ, có khả năng sẽ là mục tiêu theo dõi của Cục Hồng Thuẫn, cho dù có nhập cư trái phép thì cũng sẽ bị người của Cục Hồng Thuẫn nhìn chằm chằm 24 giờ. Anh hiểu rất sâu về điều này, ngay cả những người như anh, khi tiến vào Hoa Hạ cũng chưa chắc có thể cắt đuôi được những người theo dõi đó. Các thành viên của Cục Hồng Thuẫn dường như có mặt ở khắp mọi nơi, và với sự giám sát của Hoa Hạ ở khắp mọi nơi, tất nhiên rất dễ dàng để tìm thấy ai đó. Diệp Vô Phong nhìn Đường Trảm, vậy cậu có biết anh ta tới đây làm gì không? Cậu cũng biết, hẳn là một tuần sau anh ta sẽ tham gia hội nghị, nếu đến Hoa Hạ vào lúc này, rất có thể sẽ không về kịp. Đường Trảm lắc đầu, em cũng không biết, nhưng theo những gì các thành viên của Long Môn nói, Lộ Á đến Hoa Hạ là có liên quan đến hội nghị đó, xem ra anh ta muốn tạo dựng tên tuổi cho mình ở hội nghị, cho nên mới đến Hoa Hạ làm các nhiệm vụ mà người khác không làm được. Diệp Vô Phong vừa nghe xong thì cau mày, nhưng ngay sau đó anh nghĩ đến một khả năng, anh hít sâu một hơi, thật sự là một người tài cao gan dạ, anh ta còn muốn làm chuyện như vậy sao? Đường Trảm có chút tò mò nhìn Diệp Vô Phong, đương nhiên không biết Diệp Vô Phong nghĩ gì, cũng không đoán ra được Lộ Á định làm gì. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, nếu như không có gì bất ngờ, tôi phải rời khỏi nơi này một thời gian, trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi chăm sóc Du Kinh Hồng và công ty Hoa Cường. Đường Trảm tò mò hỏi, anh định gặp Lộ Á sao? Nhưng anh nên biết rằng nếu gặp Lộ Á, tin tức về anh ở Hoa Hạ thật sự sẽ bị truyền đi. Diệp Vô Phong cười nói, thật ra, tin tức này chắc hẳn đã lan truyền từ lâu rồi. Dù tôi không còn là chỉ huy của Long Môn, nhưng bọn họ vẫn muốn tìm tôi, bởi vì sau khi biết vị trí của tôi, bọn họ mới có thể động chút tâm tư lệch lạc trên người tôi. Chương 753, Thiên Vương tới. Đường Trảm gật đầu, ừ. Nếu đã như vậy thì sao anh còn muốn đi, anh cũng biết, bây giờ anh chỉ cần tiếp tục ẩn mình ở Hoa Hạ, vậy thì anh có thể sống thoải mái. Lão đại, em thật sự không nghĩ tới việc sẽ có một ngày anh có thể trở lại vòng tròn quốc tế, nhưng thấy anh vui thì em cũng vui. Diệp Vô Phong biết niềm vui mà Đường Trảm nói là gì. Tứ Đại Thiên Vương, cụ thể là Đường Trảm và một người nữa đều trung thành với anh, trong khi hai người còn lại đều có mục đích nhất định trong lòng. Tất cả họ đều biết điều này. Dù sao thì ai có thực lực lớn mạnh mà lại không có tham vọng chứ? Cho dù trong lòng một tứ đại thiên vương đều có dã tâm thì Diệp Vô Phong cũng không kinh ngạc, nhưng bây giờ Đường Trảm và một tứ đại thiên vương khác đều trung thành với anh, điều này khiến anh có chút kinh ngạc. Anh không ngờ mình lại có sức hấp dẫn như vậy, còn có thể khiến hai cường giả đi theo anh, thậm chí sau khi anh ở ẩn, họ vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức của anh, muốn đi theo bên cạnh anh. Tất cả những điều này đều khiến Diệp Vô Phong rất cảm động. Nhưng anh không để lộ dấu vết của mình, bởi vì anh biết nếu thật sự nói cho hai người này biết, thì tương lai của hai người này sẽ bị anh liên lụy. Phải biết rằng một cao thủ như Đường Trảm, cho dù đi đến đâu cũng có thể trở thành một người có địa vị rất cao. Diệp Vô Phong lắc đầu nói, tuy rằng tôi không còn là chỉ huy Long Môn, cũng biết Lộ Á sẽ truyền tin tức của tôi ra, nhưng trơ mắt nhìn Lộ Á đi vào chỗ chết tôi cũng không vui lắm, nói thế nào thì lúc trước anh ta cũng là cấp dưới của tôi. Đường Trảm thở dài một hơi, lão đại. Anh coi anh ta như cấp dưới của mình,
nhưng không biết anh ta có coi anh là lão đại của anh ta hay không. Diệp Vô Phong lắc đầu, không thành vấn đề, dù sao hiện tại anh ta nghĩ như thế nào, tôi cũng sẽ cứu anh ta một mạng, coi như là tôi trả lại cho Long Môn. Lúc trước tôi lớn lên ở Long Môn, rất nhiều người đã giúp tôi cũng muốn trả lại một chút gì đó. Lời nói của Diệp Vô Phong khiến Đường Trảm im lặng, anh ta biết Diệp Vô Phong sẽ phải trả giá những gì, ở Hoa Hạ sẽ yên ổn, nếu Diệp Vô Phong thật sự xuất hiện trước mặt Lộ Á nhất định sẽ không giúp Diệp Vô Phong che giấu tin tức. Diệp Vô Phong nhìn Đường Trảm, trong thời gian tôi vắng mặt, cậu làm việc gì cũng phải cẩn thận. Mặc dù Phong Mãn Lâu vẫn hợp tác với công ty Hoa Cường, nhưng tôi đoán Yêu Phong vẫn còn đang bảo vệ vợ tôi, nhưng những người khác có đến hỗ trợ về chuyện nhà họ Triệu hay không thì chúng ta tạm thời cũng không biết. Đường Trảm cười nói, yên tâm đi lão đại, em nhất định sẽ bảo vệ tốt hai chị dâu. Diệp Vô Phong trừng mắt nhìn Đường Trảm trước khi rời khỏi công viên. Anh biết hiện tại nên buông bỏ chuyện của nhà họ Triệu, dù sao chuyện của Lộ Á quan trọng hơn. Chỉ là khi anh đang định đến Kinh Đô, Đường Trảm lại hoảng sợ tìm Diệp Vô Phong, anh ta rất kinh ngạc nói, Lộ Á đã đến Tây Sơn. Diệp Vô Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng hiểu được tình huống gì đang diễn ra, anh cũng biết mình suy nghĩ sai rồi, mục tiêu của Lộ Á không phải ở Kinh Đô. Anh còn nghĩ Lộ Á đến Kinh Đô để giết người, kết quả bây giờ anh mới biết rằng mục tiêu của Lộ Á ngay từ đầu chính là anh. Đường Trảm hít sâu một hơi, thực lực của Lộ Á hiện tại hẳn là rất kinh người. Nếu anh không muốn đối chiến với anh ta, em có thể giúp anh cản trở anh ta. Diệp Vô Phong lắc đầu, loại chuyện này hoàn toàn không cần, cậu cũng biết tính cách của Lộ Á mà, cậu nhất định không chống đỡ được. Đường Trảm nghiến răng nghiến lợi, cho dù không ngăn được, em cũng sẽ cố hết sức. Diệp Vô Phong chỉ cười nhẹ, anh biết Đường Trảm không thể trở thành đối thủ của Lộ Á, nhất là thực lực của Đường Trảm kém hơn Lộ Á một chút. Cho nên nếu hai người thật sự gặp mặt, Lộ Á nhất định sẽ giết chết Đường Trảm, Tứ Đại Thiên Vương cũng không hòa thuận gì, nếu như Lộ Á thật sự có cơ hội giết chết Đường Trảm, chắc hẳn anh ta sẽ làm, anh biết rõ điều này. Vì vậy anh cũng không muốn tính mạng của Đường Trảm gặp nguy hiểm vì chuyện riêng của mình, đặc biệt khi biết rằng đây là một cuộc đấu đá nội bộ. Mọi chuyện bắt đầu là do tôi, nên phải để tự tôi chấm dứt hết thảy, hơn nữa cậu đừng quên, tôi là chỉ huy của Long Môn. Cho dù thực lực của Lộ Á có tăng lên rất nhiều, cũng chỉ là một trong Tứ Đại Thiên Vương mà thôi. Diệp Vô Phong mỉm cười vô cùng tự tin. Chỉ là lúc này Đường Trảm không biết nên nói cái gì. Diệp Vô Phong nhìn Đường Trảm, cậu có biết khi nào anh ta tới không? Đường Trảm nói, hai ngày nữa, anh ta đã vào Hoa Hạ rồi, đi máy bay đến Tây Sơn chỉ cần mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian tìm được anh, ước chừng sẽ mất một hai ngày, hơn nữa có thể nhìn ra anh ta thật sự rất nóng lòng tìm anh. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ta muốn làm người chỉ huy Long Môn. Tôi cũng từng có cảm giác này, nhưng hiện tại đã không còn nữa. Không cần biết làm cái gì, hiện tại thực lực của Lộ Á thật sự rất mạnh. Những thành viên Long Môn kia đều đã nói Lộ Á đột phá cửa 13 rồi. Đường Trảm nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc, dù sao anh cũng biết cửa 13 dùng để làm gì, ngay cả anh năm đó cũng chỉ là do may mắn mới qua cửa được thôi. Cũng chính lần đó nên việc anh trở thành chỉ huy Long Môn khiến cho tất cả mọi người đều phải ngậm miệng, bởi vì bất kỳ ai vượt qua cửa 13 đều có tư cách trở thành chỉ huy của Long Môn. Mức độ nguy hiểm trong đó không phải người thường có thể biết được, ngay cả một cao thủ đã trải qua trăm trận chiến đấu cũng có thể dễ dàng chết trong cửa 13. Ngay cả những cao thủ cảnh giới chiến thần cũng chỉ có thể đạt đến cửa thứ 5 trong 13 cửa thôi. Diệp Vô Phong biết tất cả những điều này. Trước đó là do anh may mắn. Vận may đã chiếm hết một nửa rồi, cũng không biết Lộ Á thông cửa có phải dựa vào thực lực hay không. Nếu là như vậy, Diệp Vô Phong biết anh chưa chắc sẽ là đối thủ ngang sức của Lộ Á. Đúng là một thiên tài. Ngay từ đầu tôi đã biết anh ta không phải người tầm thường, cho dù là thiên phú hay tính nhẫn nại, anh ta đều đã đạt đến cực hạn. Nếu lúc trước không có tôi, chắc hẳn anh ta đã là chỉ huy của Long Môn. Diệp Vô Phong xúc động nói. Mà sau khi anh nói xong, Đường Trảm cười nói. Không có cách nào, anh cũng biết Long Môn chỉ có một chỉ huy, lúc đó anh thật sự xuất sắc hơn Lộ Á, đương nhiên, hiện tại anh cũng xuất sắc hơn Lộ Á. Diệp Vô Phong nghe vậy cũng chỉ cười cười, cũng không có giải thích, anh biết thiên phú của mình thật sự không có gì nổi bật so với Lộ Á, hơn nữa trình độ nỗ lực của Lộ Á cũng đã vượt quá khả năng so sánh với anh, cho nên thực tế trước đây, sức mạnh của mỗi người cũng đã tương đương nhau. Chương 754, Nội Tặc. Bây giờ muốn anh đối chiến với Lộ Á,
ai sống ai chết cũng chưa nói trước được. Diệp Vô Phong híp mắt, tranh thủ lúc này, còn có một hai ngày, tốt nhất để cho nhà họ Triệu không dám lộn xộn là được. Nương Trảm nghe vậy, lập tức cười nói, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chúng ta tiến thẳng vào, giết chết Triệu Lỗi Phong, đương nhiên ông ta sẽ không dám lộn xộn rồi. Diệp Vô Phong sau khi nghe xong thì trực tiếp nói, đương nhiên như thế là tốt, nhưng cậu có thể làm được sao? Nương Trảm suy nghĩ một chút, cười nói, đương nhiên là không thể. Hiện tại thực tế còn chưa chín muồi, nếu như lúc này đi khiêu chiến với nhà họ Triệu, thật sự là sẽ không thể nhìn thấy Triệu Lỗi Phong. Diệp Vô Phong nói, đi điều tra xem nhà họ Triệu hợp tác với bao nhiêu gia tộc. Tôi đã yêu cầu công ty Ái Hoa thống kê số lượng xí nghiệp, nhưng mấy gia tộc này thì chỉ có thể để cậu đi, bởi vì công ty Ái Hoa cần một thân phận hết sức trong sạch, cho nên tuyệt đối không thể tiếp xúc với những gia tộc đó. Nương Trảm vỗ ngực, đừng lo lắng, chuyện này cứ giao cho em. Em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không bao giờ chậm trễ. Diệp Vô Phong đi ra khỏi công viên, anh đã biết tình hình hiện tại của mình là như thế nào, trước mắt có quá nhiều kẻ địch, hiện tại anh chỉ có thể chống lại những phát súng của những kẻ địch này trước. Anh về nhà họ Triệu trước, cho dù có ngả bài với Du Kinh Hồng, anh cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Triệu dễ dàng như vậy, ít nhất hiện tại họ vẫn không biết thân phận của anh vẫn có thể ở trong nhà họ Triệu làm vài điều gì đó. Sau khi Diệp Vô Phong trở về phòng, sau đó nhìn thấy một vệ sĩ đến yêu cầu anh đi vào đại sảnh. Anh tò mò hỏi vệ sĩ, gia chủ đang tìm tôi sao? Vệ sĩ lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng xem ra là chuyện rất nghiêm trọng, tự anh đi xem đi. Địa vị của Diệp Vô Phong trong nhà họ Triệu bây giờ không tệ, những vệ sĩ coi thường anh trước đây cũng đã cung kính hơn một chút. Nhưng thật ra đối với anh, mấy vấn đề này không là gì cả, những vệ sĩ này đối xử với anh thế nào? Anh đều có thể chấp nhận được, mục tiêu của anh không phải là những vệ sĩ này, và anh cũng biết rằng đến khi anh có thể đứng về phe đối lập với những vệ sĩ này, tất cả những gì anh có thể làm là giết chết bọn họ mà thôi. Sau khi vào đại sảnh, tất cả quản gia đều đứng sang một bên, lão mộ lạnh lùng đứng ở bên cạnh Triệu Lỗi Phong. Diệp Vô Phong có chút tò mò nhìn về phía lão mộ chỉ cười lắc đầu, không nói cho anh biết chuyện gì, nhưng anh cũng biết chuyện tiếp theo bọn họ định nói có lẽ là rất nghiêm túc. Khi anh đứng trong hàng ngũ quản gia, Triệu Lỗi Phong mới nói, sở dĩ tôi kêu mọi người tới đây là bởi vì tôi phát hiện nhà họ Triệu có trộm, chính là nội tặc. Tất cả các quản gia hoảng hốt nhìn nhau, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ nghĩ rằng đến đây để nghe thông báo gì đó, thế mà bây giờ lại nói là có kẻ trộm. Chỉ là bọn họ đều bối rối nhìn những người xung quanh, đều biết nhà họ Triệu nếu bị trộm thì nên tập trung tất cả mọi người, tại sao lại chỉ có mấy người như vậy? Chỉ tập trung mấy quản gia như bọn họ thôi. Triệu Lỗi Phong thờ ơ nói, tôi đã từng nhắm mắt làm ngơ trước loại chuyện này. Dù sao tôi cũng biết các người đã phải chịu bao nhiêu đối xử bất công để trở thành quản gia, cuối cùng đều phải nhẫn nhịn xuống, sau khi trở thành quản gia thì lấy chút tiền hoa hồng cũng rất hợp lý. Sau khi nói xong, sắc mặt của 7-8 quản gia thay đổi rất lớn, một người là quản gia Hoàng lập tức nói với Triệu Lỗi Phong, gia chủ, có trời đất chứng giám. Tôi chưa từng lấy bất kỳ khoản hoa hồng gì cả, tôi trung thành và tận tâm với nhà họ Triệu. Triệu Lỗi Phong kinh ngạc nói, quản gia Hoàng, ông dám nói lời như vậy ư, ông thật sự cho rằng tôi không biết ông đã làm cái gì à? Quản gia Hoàng khó hiểu nhìn Triệu Lỗi Phong, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng ông ta vẫn nghiến răng nghiến lợi, không biết gia chủ nói cái gì, nếu tôi có ăn hoa hồng hay gì đó thì gia chủ cứ việc nói ra, dựa theo gia pháp xử lý là được. Triệu Lỗi Phong cười ha hả, tốt lắm. Quản gia Hoàng, ông thật sự rất trung thành. Nếu tôi không tình cờ biết ông và nhân viên mua thực phẩm trong nhà bếp hợp lực để ăn hoa hồng, tôi thực sự sẽ cảm động trước những gì ông nói đấy. Quản gia Hoàng nghe vậy thì nhất thời khiếp sợ, không ngờ Triệu Lỗi Phong lại biết loại chuyện này, nhưng ông ta cũng biết nếu loại chuyện này bị bại lộ, ông ta thật sự sẽ xong đời. Ông ta hiện tại không nghĩ tới cái gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng bỏ qua loại chuyện này, lập tức quỳ trên mặt đất, gia chủ. Chuyện này thật sự không liên quan tới tôi, là nhân viên mua thực phẩm nói với tôi có thể ăn chút hoa hồng, chỉ cần tôi kê khống lên một chút trong hóa đơn là được, nhưng mỗi tháng tôi cũng chỉ kiếm có mấy trăm tệ thôi. Triệu Lỗi Phong cười nói, thật sao? Ông chỉ lấy mấy trăm thôi sao? Tôi cho ông cơ hội nói lại sự thật, kết quả ông lại lừa gạt tôi, ông thật sự cho rằng tôi ngu ngốc sao? Quản gia Hoàng không biết phải nói gì, nhưng ông ta cũng biết rằng số phận của mình bây giờ đang nằm trong tay Triệu Lỗi Phong. Triệu Lỗi Phong bây giờ có thể quyết định sinh tử của ông ta, tùy theo tâm trạng của mình.
Triệu Lỗi Phong hít sâu một hơi, hiện tại tâm trạng của tôi rất tệ, ông xui xẻo rồi, quản gia Hoàng, nếu ông không định nói sự thật cho tôi cũng không thể tin tưởng ông nữa, cho nên ông vẫn nên rời khỏi nhà họ Triệu đi. Ngoài ra, những khoản hoa hồng kia, ông cũng được coi là siêng năng cần cù trong nhà họ Triệu, tôi sẽ tha mạng cho ông, những khoản hoa hồng mà ông ăn mấy năm nay cũng có thể khiến ông sống cả đời rồi. Quản gia Hoàng rưng rưng nước mắt, vừa rồi ông ta thật sự là sợ muốn chết, ông ta còn tưởng rằng sẽ bị Triệu Lỗi Phong giết chết, nhưng hiện tại xem ra không có chuyện gì cả. Tuy rằng ông ta không có cách nào tiếp tục trà trộn trong gia tộc này, nhưng số tiền kiếm được bao năm qua cũng đủ để ông ta sống giàu có cả đời. Diệp Vô Phong nhìn quản gia Hoàng đang chậm rãi rời khỏi nơi đó, nhún nhún vai, lúc này Triệu Lỗi Phong mới nói tiếp, tôi vừa nói nhà họ Triệu bị trộm, lại còn là nội tặc, hơn nữa tôi còn cực kỳ chắc chắn kẻ trộm này là ai, nhưng con người tôi vẫn khá tốt bụng, vì vậy tôi sẽ cho các người một cơ hội để đứng lên nhận tội. Tất cả quản gia đều đố mặt nhìn nhau, nhưng không ai dám đứng ra, bởi vì bọn họ đều biết nếu đứng ra thì thật sự sẽ xong đời, mặc dù Triệu Lỗi Phong nói nếu đứng ra sẽ được tha một mạng. Nhưng bọn họ đều biết tính tình của Triệu Lỗi Phong. Nếu thật sự đứng ra, bọn họ nhất định sẽ chết, chỉ cần cắn răng ngậm miệng thì có thể giấu giếm được. Cho dù Triệu Lỗi Phong nói cái gì, bọn họ cũng không định đứng ra. Chương 755, tìm đến. Triệu Lỗi Phong xúc động nói, tôi thực sự không vui, tôi đã nói rất nhiều rồi, nhưng không ai chịu thừa nhận điều đó cả, nếu đã như vậy thì tôi xin lỗi, tôi sẽ không buông tha cho kẻ trộm này. Triệu Lỗi Phong nói xong liền liếc mắt nhìn những người quản gia này, nhanh chóng chỉ vào quản gia Tần, mau ra nói cho tôi biết tại sao cháu trai của ông lại có trong tay nhiều vàng như vậy, lại còn là vàng có con dấu của nhà họ Triệu nữa. Sắc mặt quản gia Tần thay đổi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi, gia chủ, tôi hoàn toàn không hiểu ý của ngài là gì cả. Ông không hiểu ý tôi sao? Tôi đang nói về việc tại sao cháu trai của ông lại có những thỏi vàng của nhà họ Triệu chúng tôi, lại còn định bán chúng. Triệu Lỗi Phong chậm rãi đến bên quản gia Tần, lạnh lùng nhìn quản gia Tần. Trên trán quản gia Tần đổ một tầng mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận chuyện này, tôi không biết ý của gia chủ là gì, nhưng điều tôi muốn nói là tôi đã làm việc cho nhà họ Triệu nhiều năm như vậy và đã luôn chấp hành đầy đủ bổn phận của mình. Nếu tôi làm điều gì không tốt, ngài cứ việc nói, nhưng loại chuyện này tôi tuyệt đối không hề làm. Chỉ là khi ông ta nói ra, trong lòng đã trống rỗng rồi, ông ta biết chuyện gì đang xảy ra, nếu cháu trai của ông ta không bị bắt, Triệu Lỗi Phong cũng sẽ không biết chuyện, cho nên trên thực tế, 8-9 phần là Bát Ca đã bị bắt rồi, và điều ông ta hy vọng bây giờ là Bát Ca sẽ không khai ông ta ra. Triệu Lỗi Phong bình tĩnh nói, tôi biết ông đang nghĩ gì, không sai, cháu trai của ông hiện tại đang trong tay tôi, hơn nữa cậu ta đã khai hết rồi, hiện tại tôi hỏi ông chỉ là cho ông một cơ hội thôi. Nhưng thật không ngờ ông lại già mồm như quản gia Hoàng, nhưng mà không sao. Quản gia Tần vội nói, ông thả cháu trai tôi ra, tôi muốn nói chuyện với cậu ta, tôi tuyệt đối không tin cậu ta sẽ hãm hại tôi. Triệu Lỗi Phong kinh ngạc nhìn quản gia Tần, đến bây giờ mà không vẫn chưa chịu thừa nhận chuyện mình đã làm sao. Quản gia Tần hét lên, làm sao ông có thể bắt tôi thừa nhận điều mà tôi chưa làm được chứ? Nhất định là có ai đó hãm hại tôi, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không khuất phục đâu. Ông ta nói xong, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Vô Phong đang đứng ở bên cạnh, Triệu Lỗi Phong đương nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của ông ta, Diệp Vô Phong thật không ngờ quản gia Tần lại thông minh như vậy, lúc này còn có thể phản công. Diệp Vô Phong nhún vai nói, ông hơi quá đáng rồi đấy, tôi cũng chỉ là một tiểu quản gia, đừng nói ăn trộm, tôi còn chưa quen đường đi nước bước của nhà họ Triệu nữa đấy. Quản gia Tần khịt mũi, ai biết được cậu có giả vờ hay không? Dù sao cậu cũng có động cơ hãm hại tôi. Nếu không phải cậu hãm hại tôi thì là ai được chứ? Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, chuyện ông làm, thế mà bây giờ lại đổ lên đầu tôi ư? Quản gia Tần đột nhiên tức giận nói, tôi sẽ không làm loại chuyện này. Tôi trung thành với nhà họ Triệu, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Nghe thấy lời nói của quản gia Tần, Triệu Lỗi Phong lập tức lắc đầu, đương nhiên ông ta không biết quản gia Tần sẽ khăng khăng như vậy, rõ ràng Bát Ca đã nhận tội rồi, nhưng quản gia Tần vẫn ngoan cố. Biểu hiện bị oan uổng của quản gia Tần cũng giống thật, Triệu Lỗi Phong vỗ tay tán thưởng nói, đã như thế, vậy tôi sẽ cho cháu trai của ông tới đối chất với ông, tôi muốn xem ông còn muốn nói gì nữa. Ngay sau đó hai vệ sĩ đã đưa Bát Ca lên, khi Bát Ca nhìn thấy quản gia Tần và Triệu Lỗi Phong thì sắc mặt anh ta thay đổi rất nhiều, anh ta không ngờ mọi chuyện lại đến mức như vậy,
anh ta luôn cho rằng mình có thể dễ dàng bán số vàng đó đi và sau đó tận hưởng cuộc sống, nhưng không ngờ chuyện này lại chuyển biến lớn như thế. Anh ta thực sự đã bị bắt, và anh ta không biết tại sao anh ta đã rời khỏi Tây Sơn rồi mới ra tay với số vàng kia, thế mà vẫn bị bắt. Triệu Lỗi Phong nhìn biểu hiện của Bát Ca, đột nhiên nở nụ cười, không phải cậu luôn tò mò vì sao đã chạy đến Úc Kim mà vẫn bị bắt trở lại sao, tôi có thể nói cho cậu biết, gia tộc của Úc Kim cũng có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Triệu. Diệp Vô Phong đột nhiên nhận ra đây là một thông tin rất tốt, hiện tại Triệu Lỗi Phong đã tự mình nói ra, anh cũng không cần điều tra gia tộc bên Úc Kim nữa. Triệu Lỗi Phong cười nói, cho nên bây giờ cậu rất hối hận đúng không, sớm biết vậy thì đã đi xa hơn một chút đúng không? Nhưng không thành vấn đề, lần này cậu có thể đi bao xa tùy ý, tôi sẽ cho người của tôi đưa cậu đi, đáp ứng nguyện vọng của cậu, nhưng trước đó, cậu phải khai ra đồng phạm của mình. Bát Ca nghe xong lập tức chuyển sự chú ý về phía quản gia Tần, đương nhiên anh ta nhớ rõ quản gia Tần đã làm chuyện này với anh ta, ý tưởng này là do chính quản gia Tần đề xuất. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng lạnh lùng của quản gia Tần, nhất định là biết mình sắp chết, nhưng anh ta vẫn nghiến răng nghiến lợi. Anh ta biết lúc này chỉ cần khai ra quản gia Tần là có thể sống, nếu không sẽ bị giết chết. Vì vậy, cuối cùng anh ta chỉ vào quản gia Tần và nói, là ông ta bảo tôi làm việc này, còn bảo tôi đem vàng đi bán, nói rằng làm ăn như vậy sẽ chia 3-7. Triệu Lỗi Phong vỗ tay tán thưởng, không tồi, chia 3-7, xem ra là quản gia Tần 3, cậu 7, kiếm cũng được kha khá đấy. Tôi nhớ mấy thỏi vàng mà Bát Ca bán ra lúc đó là 30 cân. Khoảng 10 triệu và cậu có thể tự mình kiếm được 7 triệu, không tồi, cậu có thể làm một lần mà đã kiếm 7 triệu rồi. Quản gia Tần lúc này mới ảm đạm nhìn Triệu Lỗi Phong, gia chủ, nếu ông thật sự tin lời hắn nói, tôi đương nhiên không có gì để nói nữa, nhưng xin ông hãy tin rằng tôi trung thành với nhà họ Triệu, cho dù ông có giết tôi cũng sẽ nói như vậy, rốt cuộc cháu trai tôi bị ai mê hoặc thì tôi không biết, nhưng chuyện này đúng là đang vu oan hãm hại tôi. Quản gia Tần sau khi nói xong vẫn rất kiên định, Triệu Lỗi Phong có chút nóng nảy, không ngờ quản gia Tần lại kiên định như vậy. Nhưng lúc này, ông ta không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp rút súng lục ra, sau đó đối mặt với quản gia Tần. Quản gia Tần tức giận nói, nếu gia chủ thật sự muốn giết tôi, thì hãy giết đi, nhưng tôi chỉ mong trước khi chết có thể làm một chuyện. Triệu Lỗi Phong tò mò nhìn quản gia Tần, nhưng vẫn nói, vậy ông muốn làm gì? Quản gia Tần đi đến trước mặt Bát Ca. Lúc này Bát Ca chỉ biết khúm núm, không dám làm gì, nói gì cũng không dám, anh ta biết lần này là do mình đuối lý. Quản gia Tần nhìn Bát Ca, nói xem, rốt cuộc ai đã bảo cậu hãm hại tôi như thế này. Bát Ca trừng mắt, nhưng vẫn không biết tại sao quản gia Tần lại nói như vậy, rõ ràng chính ông ta đã nói mình làm chuyện đó mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 755.